bắt tay vào việc là triển khai kỹ thuật. Thì các bạn hiểu một cái điều là triển khai kỹ thuật có nghĩa là lúc này là chúng ta làm việc để cho thợ làm nên sản phẩm. Tức là lúc này là bắt đầu là cái sản phẩm của chúng ta là nó hiện hữu trên thực tế luôn rồi. Và bắt đầu bây giờ là nó không còn cái tính chất gọi là ý tưởng hay là cái gì hết cả, mà lúc này là bắt đầu là nó đi vào cái triển khai là toàn bộ là cái gì phải làm được thì các bạn mới mới làm. Chứ còn không làm được thì các bạn vẽ thì cũng chỉ vô ích thôi, đúng không? Có những cái mà vẽ lúc chúng ta vẽ ảnh ấy thì cái nào mà nó bay bổng quá hoặc là nó ảo quá thì là sau này thì các bạn không triển khai được, thì những cái đấy rồi các bạn cũng sẽ bỏ đi thôi. Chứ còn không thể nào là chúng ta vẽ xong là bắt đầu là cái gì chúng ta cũng dùng được đâu. Có thể là lúc đưa khách hàng thì các bạn thấy là nó đẹp hoặc là khách hàng thấy đẹp hài lòng, nhưng mà chúng ta hiểu với nhau một điều là có thể những cái đẹp đẹp đấy nó không thực tế được và không làm được thì các bạn sẽ bỏ thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần triển khai. Phần triển khai của một cái bất cứ một cái công trình nào thôi thì có cái phần đầu tiên đấy là các cái tường. Bao giờ cũng phải có là cái tường. Còn hệ kết cấu của nó thì là nó tách rời ra làm kết cấu rồi, nhưng mà chúng ta bây giờ là quan tâm là đến cái tường, cái vách ngăn, các cái về phần thô gọi là phần nề đấy. Thì là các bạn sẽ phải đim chi tiết làm sao mà đủ để cho người ta xây được các cái phần tường này, chứ không thể nào mà chúng ta đim chi chít vào. Chúng ta bảo đấy là đim đủ, đim chi chít không phải là đim đủ. Đim chi chít đấy là đim thừa và đim không biết đim. Chúng ta phải hiểu với nhau là cái gì chúng ta đim thì người ta phải cần thì chúng ta mới đim, hoặc là chúng ta phải nghĩ là phải có cái kích thước đấy thì mới cái tường đấy mới xây được lên, thì nó mới định vị được thì chúng ta mới đim. Thì là ở phần đim thì là ở bên ngoài này sẽ có 3 phần, có 3 lớp đim. Đấy là đầu tiên, lớp đim đầu tiên là lớp đim chi tiết. Lớp đim thứ hai chúng ta có thể đim đấy là đim trục, đi kích thước trục. Để người ta xác định được các cái dầm, các cái tường nó đặt ở đâu thì đấy gọi là đim trục. Cái ghi kích thước thứ ba là chúng ta sẽ ghi kích thước tổng. Bởi vì có đôi khi thì người ta muốn là tính cái diện tích của cả cái nhà đấy. Ví dụ như thợ xây là muốn tính là xem là cái nhà đấy nó khoảng bao nhiêu mét vuông để người ta tính được ra cái số lượng nhân công với số lượng ấy để người ta làm, thì người ta sẽ cần những cái kích thước tổng này. Và để cái kích thước tổng này nó còn nắm được nó còn có một cái tác dụng nữa là chúng ta xem là chúng ta có vượt khỏi cái chỉ giới xây dựng không. Vì nếu mà cộng nhỏ vào thì không ai ngồi mà cộng được. Thế khi mà có cái kích thước tổng này thì người ta sẽ biết được là à, bạn làm ví dụ cái khu đất của người ta có 4 mét, nhưng mà lúc các bạn làm các bạn lại đi đặt cái trục này ở cái 4 mét, thì tức là các bạn offset sang hai bên mỗi bên 110, thì lúc đấy là cái nhà của người ta tự dưng ở đâu lòi ra được thêm 220 tiền cái tường xây, thì cái lúc đấy là nó bị sai đấy. Nên là cái tổng này nó sẽ làm được cái việc, một cái việc nữa đấy là cái chức năng mà xem bạn làm có đúng không. Bởi vì khi mà các bạn đim có khi nhiều khi các bạn vẽ cái trục này nó nằm ở đúng vị trí 4 mét, cách đều nhau 4 mét, nhưng mà thực tế ra cái khu đất của người ta tổng khu đất nó có 4 mét. Thế là chúng ta đi chúng ta đặt trục thì ở 4 mét thì chúng ta offset sang bên mỗi bên tường 110, hay là xây sang nhà hàng xóm, xong rồi lúc xây thì bảo là thôi em anh cho em xây nhờ, đúng không? Thì nên khi mà chúng ta ghi kích thước những cái bên ngoài nó không đủ để nói hết nên được những cái vách ngăn bên trong, đúng không? Cái những cái vách ngăn như cái nhà này thì nó quá ít rồi, nó quá ít nó vách ngăn. Nhưng mà có những cái công trình mà sau này các bạn có thể làm biệt thự lô hoặc là các cái công trình lớn nữa thì rất nhiều vách ngăn. Khi ghi kích thước vách ngăn thì các bạn lưu ý một cái điều là cái vách ngăn đấy nó được định vị bởi những cái tường bên ngoài hoặc những cái cột hoặc những cái trục. Thì chúng ta sẽ làm sao mà định vị để cho những cái tường và cái tường vách ngăn này nó phải bám vào những cái tường ngoài hoặc là trục để định hướng được ra, định vị được nó. Thì ở đây sau này thì các bạn có thể đim những cái tường này hoặc là không đim những cái tường 110, những cái mà tường nó có số sẵn rồi thì các bạn có thể không đim nữa. Đây những cái tường như này các bạn không đim, bỏ đi, bỏ hết những cái đim này đi. Đấy. Sau này các bạn chỉ cần đim những cái
Chính rồi. Ví dụ như là để mà xây được cái vách này thì là từ trong này xây ra khoảng này là bao nhiêu. Thì ở đây là nó có hai số, các bạn có thể làm một số, bởi vì sau này cái chi tiết hộp kỹ thuật này có thể chúng ta sẽ bóc rời nó ra và chúng ta làm kỹ hơn chẳng hạn, thì chúng ta lúc này chúng ta chỉ cần đim cái tường này nó dày bao nhiêu, dài bao nhiêu, và thậm chí có khi chúng ta có bỏ luôn cả cái 110 này đi, bởi vì chúng ta cũng biết được cái một tường đến 100 110 rồi đấy, thì người ta sẽ có thể đim luôn như này và người ta sẽ đim sang bên này, tùy trong từng trường hợp các bạn sẽ đim, và nhất là những cái trường hợp như này. Ví dụ như chúng ta đim ở đây rồi, ra đến đây các bạn biết được cái khoảng cách này. Nhưng mà nếu mà các bạn bảo là ôi em đim kỹ, thế là các bạn đim vào cả cái tường này xong đim cái mẩu này, thì thực ra là những cái mẩu này này nó sẽ rất là khó nhìn, và chúng ta đim nó chi chít quá thì chúng ta không thể nào nhìn được. Lúc này chúng ta sẽ lại phải ngồi chúng ta xếp xếp các cái đim này ra thì nó rất là vất vả. Thay vì những cái việc đấy thì chúng ta đim liền lúc là cả cái mảng này luôn, những cái nhỏ nhỏ mà nó lại còn 110 này nữa thì chúng ta bỏ qua luôn và chúng ta đim những cái mảng lớn này luôn. Vì người ta cũng sẽ biết được là cái tường này, những cái tường này C110 rồi thì chúng ta đim những cái khoảng lớn này luôn. Đấy. Những cái hộp kỹ thuật này cũng vậy. Sau này có thể các bạn sẽ bóc nguyên một cái hộp kỹ thuật này ra để các bạn làm chi tiết. Thì chúng ta không cần phải đim là cái những cái khoảng mà nhỏ nhỏ này nữa. Ví dụ chỗ này nó là tường 50 hay 60 gì thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Đúng không? Chúng ta sẽ đi luôn là tổng của nó là dài là 400 chẳng hạn và rộng là 250 chẳng hạn, thì đấy các bạn sẽ làm trực tiếp nó luôn, to luôn. Thì có những cái chỗ các bạn phải đi kỹ, có những cái chỗ các bạn không cần đi kỹ. Các bạn phải biết được là cái khu vực đấy có thể sau này các bạn sẽ trích chi tiết, thì các bạn không cần đi kỹ, không cần đi những cái mà nhỏ nhỏ này, mà các bạn đi mảng lớn để cho người ta xây luôn, mảng lớn xây luôn. Còn những cái chỗ nhỏ nhỏ như này thì sau này nó sẽ có các cái chi tiết rồi, thì chúng ta sẽ bóc ra rồi thì chúng ta đim lớn luôn, để tránh cái việc mà các cái kích thước này đim này gần như là không nhìn thấy gì nữa. Đấy là cái việc là không biết đim và đim thừa thì nó sẽ dẫn đến cái việc là đim chi chít vào. Và các cái hàng đim này các bạn sau này khi mà các bạn đim xong thì làm sao mà để cho nó sạch sẽ gọn gàng, bạn vẽ vào. Đừng để chỗ này thì nó nâng lên như này, đừng để chỗ này nó nâng lên, chỗ này nó lại thụt xuống như này, đừng để, tránh cái việc đấy đi. Tường đim bên ngoài này này thì chúng ta nên làm một cái việc ban đầu, tức là chúng ta sẽ bo cái hình này vào theo một cái hình giác tang chẳng hạn. Nếu mà những cái hình nó lằng nhằng, nó rích rắc thì các bạn cố gắng offset làm sao ra nó đủ một cái khoảng cách đều nhau. Như cái hình này thì chúng ta sẽ làm một cái rectangle offset ra, với cái hình này tỷ lệ nó khoảng là 1:75 thì các bạn sẽ biết được là cái kích thước chữ của nó sẽ là 150 150, mà chúng ta cần là một cái đường gióng là những cái đường hai cái hàng đim nó cách đều nhau sẽ là gấp 2,5 đến 3 lần cái đim, cái tách 2 ấy, thì là nó sẽ cách nhau khoảng 450 đến khoảng 450 là 3 lần, thì chúng ta sẽ offset cái chỗ này ra khoảng 450 đến 600, 1 hoặc 1/2 lần cái giữa hai cái hàng đim. Thì lúc này các bạn sẽ đim, bắt đầu đim. Các bạn làm cái việc này, nếu mà các cái hình nó rích rắc gì thì rích rắc, các bạn cũng nên offset một cái đường để các bạn sau này các cái đường đim của các bạn nó bám vào. Các bạn chỉ làm việc này một lần thôi. Còn những cái mặt bằng trên là nó sẽ có những cái đấy cho các bạn rồi, vì chúng ta không thể nào mà tự xếp được cái hàng đim này nó thẳng được đâu, không có cái lệnh xếp đim để cho cái hàng đầu tiên này nó đẹp được, chỉ có cái cách này là đẹp thôi, chứ còn đây những cái hàng sau này thì các bạn muốn xếp như nào thì xếp, muốn đim như nào thì đim, nó sẽ có lệnh sắp xếp đim cho các bạn. Lệnh cơ bản của nó là DCO, còn ở đây mình viết lại list thì là mình chỉ dùng DC thôi cho nó nhanh.
Lệnh cơ bản thì nó là DCO, đi continue rồi. Đây các bạn lưu ý chỗ này thì là nó có một cái những cái tường nho nhỏ này thì chúng ta sẽ đim những cái tường nho nhỏ này. Đấy. Ở đây chúng ta có thể bỏ qua. Bỏ qua cả cái này cũng được luôn. Thích thì các bạn đim. Hoặc không thì đim ở chỗ này cũng được. Đấy, tùy các bạn. Những cái chỗ này thì thực ra là chúng ta đim cũng được mà không đim cũng được. Nhưng ở trên này có hai trục, một trục phẩy mà một trục phẩy này, hai phẩy này này là trục phụ. Thì các bạn sẽ đim hai cái trục phụ này. Nhưng ở dưới này thì chúng ta không đim hai cái trục phụ đấy nữa mà chúng ta đim luôn hai cái trục chính. Tức là 2 đến 3 luôn. Chứ chúng ta không đim lại 2 đến 2 phẩy nữa, bởi vì chúng ta đã có ở trên này rồi thì chúng ta đừng có đim ở dưới này nữa. Đấy, các bạn lưu ý những cái mà nó bị giống nhau như này này thì các bạn không nên lặp lại. Đấy. Sau này các bạn những cái ví dụ như này thì các bạn không nên lặp lại. Một ở dưới này đã đim đim từ 2 đến 3 rồi thì trên này các bạn sẽ đim từ 2 2,3 thì nó sẽ tốt hơn. Đim này thực ra là nó rất dễ nhưng mà rất nhiều bản vẽ trông nhìn rất là xấu, tức là vẽ rất là kỹ nhưng mà đim thì trông nhìn rất kinh tởm, bởi vì cứ nghĩ là nó không quan trọng nhưng mà cái đim này mới là cái quan trọng. Đim này ghi thông số kích thước thì nó mới là cái quan trọng. Đấy, như bên này thì thôi mình không đim nữa. Đây, bây giờ sau khi mà các bạn đim xong rồi, ví dụ như đim xong rồi và các bạn chỉ làm cái bản đầu tiên này thôi nhá, những cái bản tiếp theo tầng 2 tầng 3 này các bạn từ từ hãy làm, đừng làm vội, vì các bạn mà cắm đầu cắm cổ làm thì các bạn mất công. Mình chỉ làm một bản này thôi, làm bản một bản này là đẹp là chúng ta đủ rồi, đủ để chơi rồi. DDA cho chống bay đim, bật cặp lóc lên cho các bạn nhìn dễ. DDA chống bay đim, quét toàn bộ cái khu vực cần, hoặc các bạn dùng ôn luôn DDA xong ôn luôn. Ôn là chọn tất cả các cái đim trên bản vẽ này, các bạn làm như vậy nó sẽ chống bay đim hiệu quả hơn là cái chọn vùng. Đấy, khi mà bạn đã chống bay đim xong rồi thì các bạn SD xếp đim chẳng hạn. Đấy, quét chọn đim gốc này, xong quét toàn bộ cái đim các bạn cần xếp này, enter này. Đấy. S xếp đim này, SD này, enter này, chọn đim gốc này, quét toàn bộ đim này, enter này. Đấy, nó sẽ cách đều nhau lắm. SD này. Này nó mới đẹp được, chứ còn không thì không có cái cách nào để làm đẹp được đâu. Mà muốn đẹp thì chịu khó thôi. Mà thực ra là chính xác ra thì cái này nó mới nhanh hơn là cái việc làm ẩu. Làm ẩu thì sau này sẽ mệt. Đây Q1 này, tắt layer ISO đi, MI những cái đim giống nhau này sao. Đấy, tội gì mà phải đim lại làm gì. Ví dụ ở trong này nó có những cái thay đổi thì chúng ta thay đổi. Đó. Đây, cái hàng đim này này nó bị nằm trùng với cái hàng đim này thì các bạn nên làm cái việc này, cắt cái hàng đim trục này đi cho nó bám vào cái hàng đim chi tiết. Đấy. Thì nó sẽ đẹp hơn mà nó hay không bị nhầm. Nếu mà các bạn thích cái chân đim này mà nó rời ra khỏi đối tượng nữa, đây của mình là nó đang bám vào đối tượng nhưng mà vì mình đã đặt cái nét ở đây. Không. Thì cái chân đim này này nó không rời ra khỏi đối tượng đâu, nó nằm trên đối tượng như này. Mà yêu cầu luôn luôn bắt là phải cắt rời chân đim ra khỏi đối tượng nhá. Yêu cầu luôn luôn là vậy. Nếu mà các bạn thích thì các bạn sẽ cắt tại đối tượng và các bạn sẽ chọn vào đây.
các bạn tăng cái chỗ này lên bằng một nửa hoặc bằng một lần tích cũng được. Cái tích này bao nhiêu thì các bạn có thể đặt bằng nó bằng bấy nhiêu cũng được, hoặc bằng một nửa cũng được, thì các bạn đặt làm sao cho nó hợp lý, cho nó đẹp là được. Đấy, thì cái chân này nó rời ra này,